비추고 Thái Lan từ lâu đã là một điểm đến du lịch cực kỳ thu hút tại châu Á, đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta. Bên cạnh nền ẩm thực đa dạng, những khu phố sầm uất nổi bật, xứ sở chùa vàng còn được nhiều du khách yêu thích bởi những ngôi đền, chùa với lối kiến trúc siêu đẹp. Nét kiến trúc đền chùa ở Thái vừa đẹp vừa độc nhất vô nhị. Nếu như trước kia, ngôi đền rồng lượng đã thu hút biết bao travel blogger tìm đến trekking sống ảo, thì nay trên mạng xã hội lại rần rần trước sự xuất hiện của một ngôi đền được bao quanh bởi một chú cá siêu to khổng lồ, tọa lạc biệt lập giữa mặt hồ, đẹp không thua cổ tích. Tọa độ độc đáo này chính là đền Sumeru, tọa lạc trong công viên Asian City Muanporan, nơi từ lâu đã được ví như một Thái Lan thu nhỏ, với hơn 115 công trình là bản sao mô phỏng xứ sở chùa vàng, với tỷ lệ 1/3 so với nguyên bản. Asian City được xây dựng trên vùng đất rộng khoảng 97 hectare từ năm 1963. Khu làng cổ này tọa lạc tại Tambon Pampubai, ở km 33,5 của phố cổ Sukhumvit, cách thủ đô Bangkok khoảng 30 km. Nơi đây được đánh giá là một công trình đồ sộ của Thái Lan. Khu Ancient City được đầu tư xây dựng bởi triệu phú người Thái Khunlep Viriyathan đã mất vào năm 2000. Ông cũng là người đã tạo ra bảo tàng Erawan ở Samudrakan và đền thánh địa của sự thật ở Pattaya. Được biết, công trình đáng tự hào này được ông ấp ủ trong 20 năm mới hoàn thành, mục đích nhằm lưu giữ và truyền bá văn hóa Thái Lan đến với nhiều người hơn. Với nhiều công trình, tượng Phật, đền chùa được mô phỏng thành tiểu Thái Lan thu nhỏ, chắc chắn khi đến đây, du khách sẽ phải choáng ngợp vì sự đầu tư hoành tráng của công trình. Trong đó, đền Sumeru nằm ở trung tâm làng cổ là tọa độ gây ấn tượng mạnh nhất đối với bất kỳ ai khi đến đây. Ngôi đền được canh giữ bởi một con cá khổng lồ bao quanh có tên là Anonha, tọa lạc giữa mặt hồ yên tĩnh và được dẫn lối bởi một cây cầu uốn lượn. Với diện tích khá rộng lớn, các bạn có thể lựa chọn thuê xe đạp hoặc xe điện để di chuyển trong khuôn viên Ancient City. Trung bình du khách phải dành từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới có thể tham quan hết không gian ngôi làng cổ này. Tuy nhiên, với tất cả những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng nhất của Thái Lan được gói gọn trong vài giờ khám phá, sống ảo thì thật xứng đáng phải không nào?